Sau đây là một số thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch Covid-19 trong ngày hôm nay. Tại Ninh Bình, theo thông tin từ Sở Y tế, ngày hôm nay 27 tháng 3 trên địa bàn tỉnh không có ca mắc mới, có 7 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới, 72 trường hợp được điều tra và lấy mẫu. Toàn tỉnh hiện còn cách ly giám sát 187 trường hợp tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà và nơi lưu trú. Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay đang được kiểm soát tốt. Tại Việt Nam, bản tin 18 giờ ngày 27 tháng 3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19. Như vậy đã 24 giờ, nước ta chưa ghi nhận thêm ca bệnh nào. Trong ngày có 43 bệnh nhân khỏi bệnh, nâng tổng số trường hợp khỏi lên 2.308. Đến 18 giờ chiều nay, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay 910 ca. Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.